Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhiệm kỳ trước ông Trump đã ân xá cho 74 người và giảm án cho 70 người khác. Vài giờ trước khi rời nhiệm sở, vào đầu năm 2021, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho 74 người và giảm án cho 70 người khác. Cách đây gần 4 năm, khi chuẩn bị rời Nhà Trắng, ông Trump ân xá và giảm án cho 144 người, bao gồm cựu chiến lược gia trưởng và đồng minh lâu năm Steve Bannon, cựu chuyên gia gây quỹ hàng đầu Elliot Brody và Obed G. Pyro Jr., chồng cũ của người dẫn chương trình Fox News, kiêm đồng minh lâu năm của ông Trump, Jeanine Pirro. Ông Trump cũng mừng xá cho ông Jared Kushner, cha của người con rể Jared Kushner. Cuối tuần trước, ông Jared Kushner vừa được ông Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Pháp trong bộ máy chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Stephen K. Bannon. Ông Bannon bị truy tố cùng với ba người khác về tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền hồi tháng 8 năm 2020. Các công tố viên cáo buộc chiến dịch gây quỹ cộng đồng We Build the World của Bannon đã huy động được hơn 25 triệu USD từ những người ủng hộ ông Trump. Ông Bannon được cho là sử dụng hàng trăm USD cho các chi phí cá nhân. Cựu chiến lược gia của ông Trump bị bắt giữ khi đang ở trên du thuyền của tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui. Cuối cùng, ông Bannon được ân xá hoàn toàn và giờ đây sẽ không phải hầu tòa. Elliot Brody. Ông Brody là chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa và là một trong những người gây quỹ hàng đầu của ông Trump. Hồi tháng 10 năm 2020, ông Brody thừa nhận tội danh âm mưu vi phạm luật vận động hành lang nước ngoài. Các công tố viên cho biết kế hoạch này nhằm mục đích yêu cầu chính quyền Trump điều tra vụ hàng tỷ USD thuộc quỹ đầu tư nhà nước Malaysia bị bốc hơi. Kenneth Cushon. Ông Cushon là cựu biên tập viên của tờ New York Observer và là bạn của con rể ông Trump, Jared Kushner. Ông Cushon bị buộc tội tấn công mạng vào tháng 10 năm ngoái, nhưng sau đó được ông Trump ân xá. Obed G. Pyro Jr. Khi chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến thời điểm ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, ông Trump đã ân xá hoàn toàn cho ông Obed G. Pyro Jr., chồng cũ của người dẫn chương trình Fox News, kiêm đồng minh của ông Trump, Jeanine Pirro. Ông Pirro Jr. bị kết án về tội âm mưu và trốn thuế vào năm 2000. Trong khi đó, ông Trump có khả năng sẽ ân xá cho nhiều người khác khi ông tiếp quản Nhà Trắng một lần nữa vào đầu năm tới. Trang Axios cho biết, thời điểm đang vận động tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ trả tự do và ân xá cho những ai tham gia cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Danh sách ân xá tiềm tàng này có thể bao gồm cả thị trưởng New York Eric Adams, người bị truy tố về tội hối lộ và gian lận liên bang vào tháng 9. Phản ứng của ông Trump trước việc Tổng thống Biden ân xá cho con trai. Tổng thống đắc cử Donald Trump mới đây đã lên tiếng chỉ trích quyết định ân xá mà Tổng thống Joe Biden ký cho con trai Hunter Biden, gọi đây là một sai lầm trong công lý. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 1 tháng 12, ông Trump bày tỏ nghi ngờ về lệnh ân xá của ông Biden, cho rằng liệu nó có bao gồm cả những người đã bị bắt trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không. Theo ông Trump, những người này đã bị giam giữ suốt nhiều năm mà không nhận được sự quan tâm thích đáng. Ông khẳng định hành động của ông Biden là sự lạm dụng quyền lực và là một sai lầm nghiêm trọng trong hệ thống tư pháp của Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump lên tiếng chỉ trích quyết định của ông Biden. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn vài tháng trước, ông Trump đã nói rằng nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ cân nhắc việc ân xá cho Hunter Biden. Tôi không giống như Joe Biden, bất chấp mọi điều họ đã làm với tôi,
tôi vẫn cân nhắc điều đó. Ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng ân xá cho con trai Tổng thống Biden. Ông thừa nhận rằng Hunter Biden là một đứa con hư, nhưng cho rằng việc ân xá có thể là một quyết định chính trị công bằng nếu xét trong bối cảnh chính trị hiện nay. Hunter Biden, con trai duy nhất của Tổng thống Joe Biden, đã đối mặt với một loạt các báo cáo liên quan đến trốn thuế và sở hữu súng khi đang sử dụng ma túy. Những cáo buộc này đã gây tranh cãi trong dư luận và trở thành mục tiêu công kích của Đảng Cộng Hòa trong suốt nhiều năm. Trong đó, một số người chỉ trích việc Hunter tham gia vào các giao dịch kinh doanh với các công ty ở Ukraine và Trung Quốc. Điều này đã bị đối thủ chính trị của gia đình Biden khai thác để tạo ra những cáo buộc chính trị. Dù vậy, Tổng thống Biden luôn bảo vệ con trai mình, cho rằng các cáo buộc nhằm vào Hunter có động cơ chính trị và không công bằng. Tổng thống Biden cũng đã ký một lệnh ân xá cho Hunter khi con trai ông đối mặt với mức án lên đến 17 năm tù và khoản tiền phạt lên đến 1,35 triệu đô la Mỹ vì tội trốn thuế. Thêm vào đó, Hunter còn đối mặt với án phạt 25 năm tù do các tội danh liên quan đến sở hữu súng trong khi đang sử dụng ma túy. Trong bài viết của mình, Tổng thống Biden đã lên tiếng bảo vệ Hunter, khẳng định rằng khi nhắm vào Hunter, họ cũng nhắm vào tôi, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một chiến dịch chính trị nhắm vào gia đình ông. Ông cũng khẳng định rằng Hunter đã vượt qua cơn nghiện và đã cai nghiện thành công trong hơn 5 năm rưỡi, mặc dù trong suốt thời gian qua, anh luôn bị công kích và truy tố có chọn lọc. Tuy nhiên, hành động ân xá của ông Biden không chỉ gây ra sự phản đối từ phía Donald Trump mà còn từ nhiều đảng viên Cộng Hòa. Một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất là hạ nghị sĩ Taylor Greene, người đã chỉ trích ông Biden vì đạo đức giả. Bà Greene cho rằng, trong khi Tổng thống Biden ký ân xá cho con trai mình, ông lại không ngần ngại để FBI và Bộ Tư pháp của mình xông vào lục soát phòng ngủ của Barron, con trai ông Trump, và tủ quần áo của phu nhân Melania tại Mar-a-Lago. Bà gọi đây là hành động không công bằng và thiếu đạo đức. Ngoài Taylor Greene, nhiều người khác trong Đảng Cộng Hòa cũng không ngừng chỉ trích hành động của Tổng thống Biden. Stephen Teal, giám đốc truyền thông của Tổng thống đắc cử Trump, cũng đã lên tiếng, cho rằng các cuộc điều tra nhằm vào ông Trump và gia đình đã làm biến chất hệ thống tư pháp Mỹ. Theo ông Teal, Bộ Tư pháp do Đảng Dân Chủ kiểm soát cùng nhiều công tố viên đã biến hệ thống tư pháp thành vũ khí. Và đây chính là lý do vì sao những người như Hunter Biden có thể thoát khỏi trách nhiệm trong khi những người khác bị xử lý rất nghiêm khắc. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cũng chia sẻ quan điểm của mình về việc ân xá Hunter Biden. Ông cho rằng nhiều người Mỹ có thể hiểu và thông cảm cho quyết định ân xá của một người cha đối với con trai mình, nhưng điều này không có nghĩa là mọi người sẽ đồng tình với quyết định này. Ông nhấn mạnh rằng mọi người có thể cảm thông với tình cảm gia đình, nhưng không nên để tình cảm này làm lu mờ việc thực thi công lý. Trong bối cảnh này, việc Tổng thống Biden ký ân xá cho Hunter càng khiến sự phân cực chính trị tại Mỹ trở nên sâu sắc. Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của ông Biden, cho rằng đây là một quyết định có lợi cho gia đình ông, đồng thời đẩy mạnh cuộc tấn công vào các cáo buộc về tham nhũng và giao dịch quốc tế của Hunter. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ lại bảo vệ ông Biden, cho rằng các quyết định này là chính đáng và phản ánh một gia đình đang phải đối mặt với những chỉ trích không công bằng. Kể từ năm 2019, Hunter Biden đã trở thành mục tiêu công kích chính trị của Tổng thống Trump và các đồng minh Cộng Hòa. Các cuộc điều tra về mối quan hệ kinh doanh của Hunter với các công ty ở Trung Quốc và Ukraine đã trở thành đề tài nóng hổi trong các cuộc tranh luận chính trị. Trump và những người ủng hộ ông đã nhiều lần cáo buộc Hunter có hành vi không minh bạch và lợi dụng mối quan hệ gia đình để trục lợi. Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn luôn bảo vệ con trai mình, cho rằng những cáo buộc này là chiêu trò chính trị và không có cơ sở pháp lý vững chắc. Câu chuyện ân xá cho Hunter Biden là một ví dụ điển hình của sự phân cực chính trị tại Mỹ hiện nay. Nó không chỉ phản ánh sự khác biệt trong quan điểm chính trị giữa các đảng phái, mà còn là một phần của cuộc chiến tranh giành quyền lực trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống 2024 đang đến gần. Dù là một hành động của một người cha bảo vệ con trai, quyết định ân xá của Tổng thống Biden vẫn là một chủ đề gây tranh cãi và sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.